Kính chào quý vị và bà con. Bằng những kinh nghiệm và bề dày hoạt động lên đến 30 năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh tự hào là một công ty sản xuất máy móc nông nghiệp và công nghiệp tốt nhất được bà con tin dùng nhất trên thị trường hiện nay. Như ở clip trước thì Thư Hoa đã hướng dẫn kỹ với bà con về chiếc máy ép cám viên F150 cũng như là cách sử dụng. Và hôm nay Thư Hoa cùng bà con sẽ đi tìm hiểu lý do mà tại sao máy ép cám viên F150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh giá rẻ chưa đến 8 triệu. Và bên tay phải của Thư Hoa đây, đó là dòng máy ép cám viên F150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Và bên tay trái, đó là dòng máy được nhập khẩu từ Trung Quốc. Và như mọi người có thể thấy rõ ràng rằng khung máy của máy ép cám viên F150 được thiết kế chắc chắn đến từng chi tiết. Và khung máy của máy nhập khẩu từ Trung Quốc thì khá là ỏng ẻn, bệ lắp bánh xe thì khá là lỏng lẻo và dễ bị mòn. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ hơn về cấu tạo của dòng máy nhập khẩu từ Trung Quốc. Như mọi người đang thấy, đây là motor của dòng máy nhập khẩu 100% là chữ Trung, không có một số liệu rõ ràng. Bên cạnh đó lại được nối bằng với trục khuỷu. Nên khi muốn thay thế motor hay muốn tận dụng motor có sẵn thì là không thể. Xuất xứ không rõ ràng và dùng lâu sẽ bị nóng dẫn đến cháy. Hơn nữa, lại là motor của Trung Quốc nên gần như là không có motor giống hệt để thay thế. Nếu muốn dùng motor khác thì phải tháo hết cả bệ và phải chế lại toàn bộ, vừa tốn kém lại rất khó khăn và mất thời gian. Tiếp đến đó là hệ thống chuyển động, được làm bằng bánh răng tự chế nên rất dơ và ồn, lại không đảm bảo được độ bền và ổn định cho năng suất thấp. Tiếp đến đó là phần cối máy. Phần cối máy thì được bóc bằng gang mỏng. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo của chiếc máy nhập khẩu từ Trung Quốc. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cấu tạo của dòng máy ép cám viên F150. Và đây chính là dòng máy ép cám viên F150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Như Thư Hoa đã giới thiệu ở phần trước thì đã quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Máy sử dụng motor của toàn phát 100% là lõi đồng, là một trong những hãng motor tốt nhất của Việt Nam hiện nay. Bệ lắp bánh xe rất chắc chắn, giúp dễ dàng di chuyển. Và đặc biệt, máy sử dụng cầu hộp số ô tô giúp ổn định cầu hộp độ hoạt động, cho độ bền cao và cho năng suất lên đến 150 kg/h, gấp đôi, gấp 3 lần những dòng máy khác. Tiếp đến, đó là phần cối, được đúc 100% bằng gang, rất là dày và chắc chắn. Và mặt sàn được làm bằng thép cứng, được tiện CNC từng lỗ dày đến 2 cm. Máy ép cám viên F150 được sản xuất trực tiếp tại xưởng, giá rẻ chưa đến 8 triệu, bảo hành lên đến 6 tháng. Và bà con yên tâm, khi hết bảo hành thì sẽ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời dành cho bà con. Còn đối với dòng máy được nhập khẩu từ Trung Quốc, giá máy có thể lên đến hơn 10 triệu và chất lượng lại không xứng đáng với số tiền đã bỏ ra. Và điều bất lợi nhất đó là khi mọi bộ phận của máy hỏng hóc sẽ phải chờ nhà cung cấp lấy hàng từ nơi sản xuất bên Trung Quốc, sẽ rất là mất thời gian và chi phí lại rất là cao. Đối với máy ép cám viên F150 trục đứng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, được sản xuất trực tiếp tại xưởng, giá thành là rẻ nhất và mọi linh kiện được sẵn sàng để thay thế. Và công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh tự hào là công ty sản xuất dòng máy ép cám viên duy nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Vâng, với những ưu điểm mà Thư Hoa đã nêu ở trên thì máy ép cám viên F150 xứng đáng với cái tên cỗ máy vàng trong làng ép cám. Và còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sở hữu ngay một chiếc máy ép cám viên tốt nhất. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của công ty chúng tôi. Và nếu bà con cảm thấy video này hữu ích thì hãy like và ấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo của video tiếp theo. Thư Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con một ngày làm việc vui vẻ. Hẹn bà con ở những clip sau.